Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri, trong đó có nội dung liên quan đến tình hình hiện tại của ông Đoàn Ngọc Hải. Cụ thể, ông Hải được điều động và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố vào đầu tháng 6 năm 2019. Một ngày sau khi nhận quyết định, ông có đơn xin từ chức theo nguyện vọng. Sau khi xem xét, đến ngày 4 tháng 9 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với ông Hải. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, ông Hải không đến Tổng Công ty để phối hợp giải quyết đơn xin nghỉ việc. Vì vậy, để tránh phát sinh các khiếu nại về sau, Sở Nội vụ thành phố đã có tờ trình kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải trao đổi kỹ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố để được hướng dẫn trình tự thủ tục về việc giải quyết đơn xin thôi việc của ông Đoàn Ngọc Hải.